à hỏi bài minh trả lời thì vào thư viện tải ngay về giách. cô nhi xin chào tất cả các con và chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay ngày hôm nay cô nhi rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học tiếng việt đấy và hy vọng rằng cô trò mình sẽ có một tiết học thật là thú vị nhé ở buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 1 có tên là chuyện của vàng anh và trước hết, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc có tên là Chuyện của Vàng Anh nhé. Trước khi đến với bài tập đọc, thì cô muốn các con hãy chia sẻ với cô hoặc với bạn của các con những âm thanh em nghe được trong thiên nhiên. Và chúng mình có thể có những gợi ý như sau. Những âm thanh em có thể nghe được trong thiên nhiên như tiếng chim hót, tiếng thác nước, tiếng cỏ cây xào xạc, và mỗi một bạn sẽ có cái khu vực nơi sinh sống khác nhau và như vậy là cô nghĩ rằng là cái những âm thanh trong thiên nhiên của các bạn nghe cũng sẽ có đôi phần khác nhau. Tuy nhiên thì chúng mình thấy rằng có những cái vị trí, có những cái nơi ở thì xung quanh uh, có rất nhiều cây cối đúng không nhỉ? Và thường là khi nào mà có gió này thì những cái tiếng cây nó có nó rung rinh rung rinh thì nghe nó rất là vui tai. Còn bây giờ, chúng mình sẽ cùng với cô đến với bài tập đọc có tên là Chuyện của Vàng Anh các con nhé. Và trước khi đến với bài tập đọc này, thì cô mời các con hãy cùng chú ý lên đây và lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc. Vàng Anh vừa thức giấc, nó ngạc nhiên bởi có cái gì mới lắm, lạ lắm. Nó tò mò nhìn lá non. Bạn ở đâu đến vậy? em mới mọc lên đêm qua còn bác lá vàng đâu bác ấy đã về cội ạ à. ra thế chỉ qua một đêm lá vàng đã rụng xuống cho lá non mọc lên phải chia sẻ điều này với cỏ non thôi nó vừa xả xuống bãi cỏ đã nghe tiếng cười cỏ non cũng lạ ghê chưa đã lớn rồi một đóa hồng đỏ thắm đang cười rất tươi với nó hôm qua bạn còn là nụ kia mà qua một đêm ngập sương sáng nay tôi đã nở vậy ra các bạn đều thức suốt đêm qua để lớn lên rồi nó nói tiếp còn tôi đêm qua tôi nằm mơ thấy mình bay giữa đồng cỏ xanh. Nơi đó có hoa tỏa ngát hương. Tất cả các loài đều biết hót. Rồi nó cất tiếng hót. La la, la la, la 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 la. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc truyện của Vàng Anh. Và các con có thể thấy bài tập đọc này đã kể về à những sự vật trong thiên nhiên đúng không nhỉ? mỗi một sự vật thì sẽ có cái quá trình phát triển khác nhau và chính vì thế mỗi một lúc mà nó phát triển mỗi một lúc mà nó lớn lên hay thay lá mới thì chúng mình thấy là nó có thật là nhiều điều mới mẻ lạ lẫm và ở bài tập đọc này thì có rất nhiều những từ ngữ sau cô nhi sẽ hướng dẫn cho chúng mình đầu tiên chúng mình luyện đọc cho cô là từ vàng anh thức giấc ngạc nhiên rụng xuống Chia sẻ, tiếng cười, đoá hồng, ngậm sương, thức suốt đêm, đồng cỏ xanh, ngát hương. Và bây giờ các con hãy chú ý lên đây và nghe cô hướng dẫn một vài những câu văn dài mà chúng mình sẽ cần phải ngắt nghỉ cho đúng nhé. Câu số 1 cô Nhi sẽ đọc như sau. Nó ngạc nhiên bởi có cái gì mới lắm. Lạ lắm. Câu số 2. Chỉ qua một đêm, lá vàng đã rụng xuống, cho lá non mọc lên. Và câu số 3. Còn tôi, đêm qua, tôi nằm mơ thấy mình bay giữa đồng cỏ xanh. Trên đây là ba câu văn và cô đã đánh dấu ngắt nghỉ như ở trên đây. Vậy chúng mình có thể đánh dấu vào trong sách giáo khoa của các con để khi nào chúng mình đọc thì chúng mình lưu ý cho cô những câu văn này cần phải ngắt nghỉ cho thật chính xác nhé. Ngoài việc chúng mình ngắt đằng sau những dấu phẩy và nghỉ sau dấu chấm ra thì còn một số vị trí chúng mình cũng nên ngắt nghỉ để khi mà đọc thì không bị một hơi quá dài và chúng mình có thể à chúng mình có thể đọc một cách là à đúng cái nội dung đọc làm sao để cho người nghe có thể hiểu được đúng cái nội dung của cái câu mà mình muốn nói được không nào và ở trong bài tập đọc này có một số từ ngữ sau cô nhi sẽ giải nghĩa từ từ số 1 là từ xà xà có nghĩa là bay thấp hẳn xuống hướng đến một chỗ nào đó Đóa có nghĩa là từ chỉ riêng là từng bông hoa ngát hương là mùi thơm dễ chịu và lan tỏa ra xa và cội là gốc cây to lâu năm các con ạ, à, ở bài tập đọc truyện của Vàng Anh, cô chia thành hai đoạn nhỏ. Đoạn số 1, từ Vàng Anh vừa thức giấc đến phải chia sẻ điều này với cỏ non thôi. Và đoạn số 2 chính là đoạn còn lại. Và chúng mình có thể đánh dấu vào trong sách giáo khoa của các con để chúng mình à, luyện đọc lại hai đoạn này thật là trơn tru. Và chúng mình có thể thấy là bài đọc ngày hôm nay của chúng mình có nội dung là gì? À, sự thay đổi tuyệt vời của bạn, của vạn vật theo thời gian đúng không nào Chứ cứ trải qua một quãng thời gian nhất định thì vạn vật sẽ có một cái sự thay đổi nhất định bản thân chúng mình cũng thế khi chúng mình lớn lên thì cơ thể chúng ta cũng sẽ có những cái điều đổi thay và chúng mình cần phải biết quý trọng thời gian biết quý trọng cái khoảng thời gian mà chúng mình đang sống và các con hãy nhớ là chúng mình luyện đọc bài tập đọc này ít nhất là một lần à, sau khi chúng mình luyện đọc thật kỹ rồi đã hiểu cơ bản về cái nội dung của bài tập đọc này rồi thì chúng mình sẽ tiếp tục đến phần tìm hiểu bài cùng với cô nhé. Câu hỏi số 1 ở phần tìm hiểu bài của cô như sau: Vàng Anh ngạc nhiên về điều gì? Với phần này thì các con có thể à, đọc thầm lại đoạn số 1 để tìm đáp án nhé. Chính xác rồi đấy các con ạ. À. Vàng Anh ngạc nhiên về chiếc lá non mới mọc lên đêm qua, còn lá vàng đã rụng về cội. Qua một đêm, lá non, cỏ, hoa hồng đã thay đổi như thế nào? À chính xác, qua một đêm, lá non đã mọc ra, cỏ non đã lớn, còn hoa hồng thì đã nở. Thật là nhiều thay đổi đúng không nào? Giấc mơ của vàng anh có gì lạ? À, chúng mình có thể thấy ở đoạn thơ, ở đoạn văn số 2 Giấc mơ của Vàng Anh là thấy mình bay giữa đồng cỏ xanh có hoa tỏa ngát hương, nhưng điều kỳ lạ ở đây, ở trong giấc mơ này là tất cả các loài đều biết hót, nhưng thực tế thì chỉ có loài chim biết hót mà thôi. Những cái loài như là loài cỏ cây này hay hoa hồng thì không thể nào mà biết hót được đúng không nào? Và đây chính là điều kỳ lạ ở trong giấc mơ của Vàng Anh đấy các con ạ. À. Vậy trong bài này thì em thích sự vật nào nhất và vì sao? với cô thì cô thích nhất là chim vàng anh. Vì vậy, cô Nhi sẽ trả lời như sau. Em thích chim vàng anh nhất vì chim vàng anh có giọng hót hay nhất trong muôn loài. Còn các con, các con thích sự vật nào nhất? Chúng mình hãy chia sẻ cho cô biết với nhé. Sau đây, cô Nhi có một trò chơi như sau. Trò chơi có tên là giọng ai cũng hay. Với phần trò chơi này thì chúng mình hãy cùng các bạn đọc phân vai. Người dẫn chuyện, chim vàng anh, lá non, hoa hồng và cứ đến à, lời thoại của ai thì người đó sẽ đọc vậy sau khi chúng mình đọc xong thì chúng mình xem là bạn nào đọc đúng cái nhân vật thể đúng cái sắc thái đúng cái giọng nói đúng cái à, ngữ điệu của nhân vật đó thì bạn đó sẽ là người à người có giọng đọc hay nhất đúng không nào và trước khi đến phần này thì cô nghĩ rằng chúng mình hãy luyện đọc thật kỹ càng bài tập đọc vừa rồi để khi đọc lại khi mà đọc phân vai thì chúng mình vẫn nắm rõ được cái nội dung cũng như là nắm rõ cái ngữ điệu của từng À, từng nhân vật các con nhé. Vậy là vừa rồi cô Nhi đã cùng với các con tìm hiểu bài tập đọc chuyện cổ vàng Anh và chúng mình có thể thấy là qua bài tập đọc này thì chúng mình nên biết quý trọng thời gian, quý trọng cái khoảng thời gian mà chúng mình đang có và chúng mình cần phải sử dụng quỹ thời gian của mình thật là phù hợp, thật là thích hợp và chúng mình nên nhớ là à phải chia phân bổ thời gian sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là thời gian học này, thời gian chơi, thời gian giải trí đúng không nào? Cũng không thể nào mà chúng mình dành toàn bộ thời gian để chơi và cũng không nên là dành toàn bộ thời gian để để học như vậy là chúng mình sẽ không có thời gian chơi, không có thời gian nghỉ ngơi đúng không nào? Còn bây giờ cô Nhi sẽ cùng với các con đến với phần tập viết ngày hôm nay. Ở buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ được học viết hoa hai chữ cái đó là chữ U và chữ ư. Vậy trước hết cô Nhi sẽ hướng dẫn cho các con cách viết chữ hoa U. Chữ hoa U này của cô cao 2 ô ly rưỡi và rộng 2 ô ly rưỡi. Chúng mình hãy cùng quan sát lên đây và nghe cô hướng dẫn cách viết chữ hoa u nhé. Chữ hoa u của cô gồm có hai nét. Nét số 1 là nét móc hai đầu. Đặt bút trên đường kẻ ngang 3, chúng mình sẽ viết một nét móc hai đầu. Sau đó, chúng mình sẽ chuyển hướng viết nét móc ngược phải, lia bút lên trên đường kẻ ngang, ba một chút, chúng mình viết cho cô nét số 2 là nét móc ngược phải và dừng bút cho cô ở à ở giữa đường kẻ ngang một và đường kẻ ngang 2. Bây giờ chúng mình hãy quan sát video clip sau để xem cách viết chữ hoa U nhé. Trên đây là chữ hoa u, còn bây giờ là chữ hoa ư. Các con ạ, à, chữ hoa ư của cô cách viết cũng giống như chữ hoa u, ở nét 1 và nét 2 chỉ khác là nét 3 chúng mình có thêm à nét móc ở trên đầu con chữ u để tạo thành chữ ư. Vậy bây giờ cô Nhi sẽ hướng dẫn cho các con cách viết chữ hoa u ư nhé. Đặt bút ở trên đường kẻ ngang 3, chúng mình viết cho cô một nét móc hai đầu. sau đó chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược phải lia bút lên trên đường cạnh ngang bao một chút viết nét móc ngược phải rồi cuối cùng chúng mình lại lia bút lên trên đường cạnh ngang bao một chút viết cho cô một nét móc trên đầu con chữ u để tạo thành con chữ ư và chúng mình sẽ được chữ hoa ư còn bây giờ các con hãy quan sát video clip sau để xem cách viết chữ hoa ư nhé Trên đây là chữ hoa ư. Bây giờ sẽ đến phần câu ứng dụng. Như vậy là vừa rồi, chúng mình đã lắng nghe cô hướng dẫn cách viết chữ hoa u, cách viết chữ hoa ư và câu ứng dụng uống nước nhớ nguồn. Còn bây giờ, các con hãy mở vở luyện viết ra, cầm bút lên, ngồi thật ngay ngắn với những dòng chữ thật đẹp, sau đó đưa cho bố mẹ và anh chị xem các con nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo. Ở phần tiếp theo của cô, chúng mình sẽ đọc cho cô bài về và tìm cho cô những từ ngữ chỉ con vật có trong bài về này nhé. Vậy trước khi tìm được những từ ngữ chỉ con vật thì chúng mình hãy đọc thật to bài về lên cùng với cô nào. Về loài vật Đêm thắp đèn lên là cô đom đóm Gọi người dậy sớm, chú gà trống cho ai Đánh hơi rứt tài, anh em chú chó Mặt hay nhăn nhó, là khỉ trên rừng. Đồng thanh hát cùng, vé sầu mùa hạ. Cho tờ ống à, chị em nhà tằm. Vậy, trong bài này thì có những từ ngữ chỉ con vật là gì? Chúng mình hãy cùng hướng mắt lên đây nhé. À, chúng mình thấy là các có các con vật là đom đóm này, gà trống choai chó, khỉ, vé sầu và tằm. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng với cô tìm những từ ngữ chỉ tên các loài vật phù hợp với mỗi ô trống nhé. Trước khi tìm, thì các con hãy quan sát một lượt con vật có trong hình ảnh này và đoán xem ở mỗi vị trí ô trống đấy chúng mình sẽ tìm sẽ điền tên loài vật nào để phù hợp với cái, với cái phép so sánh này nhé. À, chúng mình thấy rằng ở đây chỉ có đúng con chim bích hót đúng không nào? Và chúng mình thấy rằng là à hot như chim, nhanh như sóc, còn sóc là con vật vô cùng nhanh nhẹn đấy. Chậm như rùa, khỏe như voi và dữ như hổ. Như vậy là mỗi một loài vật thì có một cái đặc điểm khác nhau và những cái đặc điểm đó gắn liền với từng con vật và khi chúng mình chỉ cần nhắc đến cái gì? À, cái đặc điểm đấy là chúng mình sẽ có thể đoán ngay tên con vật là gì. Ví dụ như chim này thì là ái hót, sóc thì rất là nhanh. Rùa thì là một loài vật là gắn liền với việc chậm chạp đúng không nào? Voi là một con vật rất là khoe và con hổ thì đáng đúng rồi, con hổ rất là hung dữ đấy. Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm được các từ ngữ chỉ tên các loài vật phù hợp với mẫu ô trống. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô đặt và trả lời câu hỏi về một con vật tìm được ở hai bài tập trên nhé. Cô có mẫu như sau. Câu hỏi con gì thắp đèn lên thì chúng mình sẽ trả lời là gì? À, con đom đóm thắp đèn lên tiếp theo này con gì gọi người dậy sớm thì chúng mình sẽ trả lời là con gà trống gọi người dậy sớm con gì đánh hơi rất tai thì chúng mình sẽ trả lời là con chó đánh hơi rất tai như vậy là có rất nhiều những câu hỏi và câu trả lời chúng mình có thể lựa chọn bằng cách là tìm lại đặc điểm cũng như là những cái tên của các con vật ở hai bài tập vừa rồi để chúng mình đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Các con hãy thực hiện phần bài tập này cùng với bạn B hoặc cùng với người thân của mình hoặc thậm chí chúng mình có thể nói cho to lên để cô Nhi có thể nghe thấy nhé. Như vậy là buổi học hôm nay đã kết thúc mất rồi và hy vọng rằng sau tiết học này thì chúng mình đã à đã có thể biết được thêm một số những cái loài động vật, loài vật ở ngoài cuộc sống và chúng mình đặc biệt là thêm yêu thiên nhiên biết quý trọng thời gian giữ gìn thời gian của chúng mình sao cho sử dụng thời gian sao cho thật là à, tốt nhất và xin hẹn các con ở các tiết học tiếp theo xin chào tất cả các con khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học về rách